giờ là 16 giờ. Xin chào, Zone FM đã quay trở lại. Bạn sẽ tiếp tục với Zone FM thưởng thức giờ âm nhạc thứ nhất của Top 40. Chương trình âm nhạc hot nhất, hấp dẫn và sôi động chứ? Sẵn sàng chưa nào? Cùng hòa nhịp. Mà làm cái gì vậy? Tìm thử con trong cái lọ gia vị nè. Ừ. Có thuốc mê hay không? Trời ơi, sao biết trong cái lọ này có thuốc mê được? Chứ bà nghĩ đi, ông Nhân nổi tiếng nấu ăn ngon như vậy, mắc mớ gì vô đây thuê mà mình giá cao. Đã vậy còn chịu nấu ăn cho mình hàng ngày nữa chứ. Chắc chắn phải có thuốc mê trong này. Nghĩ coi có thuốc mê không? Nãy có hủ tiêu cho tôi hửi làm chi vậy? Làm sao biết được có thuốc mê không? Bà coi cái là mà vừa hửi một cái bà thấy hơi mê nên bà xỉu một cái thì là thuốc mê đó, hiểu chưa? Chắc chắn này bà hửi cho tôi đi. Thấy có gì đâu mà suy nghĩ. Ông Nhân á, vừa thuê nhà trả tiền giá cao, còn phải nấu ăn cho tụi mình nữa. Chị đừng có nghĩ oan cho ảnh nữa chị Nhi. Đúng rồi. Và sau đây là chuyên mục Nữ tin 24 giờ. Ba cô gái xấu số trong ngôi nhà trọ đột nhiên mất tích một cách bí hiểm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi điều tra. Cái gì ghê quá vậy? Dọc mấy cái hũ của ổng như kia coi chừng phát hiện bây giờ. Ai mà biết ông kỹ tính vậy đâu. Hồi nãy lấy hửi xong quên đặt lại chỗ cũ chứ bộ. Mà còn con Ngọc nữa, kêu nó đi sửa soạn để thám thính, kêu ông Nhân khai ra cái mục đích của ổng tới đây. Nó làm cái gì mà lâu dữ vậy nè. Em chào anh Nhân. Ơi. Anh đang làm gì vậy anh? Anh đang sửa làm mấy cái lò gia vị đó. Ủa vậy anh đang tính nấu món gì anh hả? Hôm qua thấy tụi em thức khuya quá cho nên anh mới làm cái món gỏi mắng cầu xiêm với tôm càng để tăng cường thị lực cho ba đứa em đó. Ồ, anh Nhân tốt bụng quá à. Cái con nhỏ nó làm cái gì vậy? Rồi quyến rũ ông Nhân mà bây giờ nó dính kèo ông Nhân luôn kìa. Bởi vậy người ta nói phía sau một người phụ nữ thất bại là một con em vô cùng dễ trai mà. Mi hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây, ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành không đường, yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn dữ dàng. Hôm qua anh thấy ba đứa thức khuya coi phim suốt, sau này rất là ảnh hưởng mắt đó nè. Cho nên anh nấu món gỏi mắng cầu xiêm với lại tôm càng. Anh sẽ hướng dẫn cho mình cái cách làm. Thì đối với những cái loại mắng cầu xiêm như thế này đó, thì khi mua nên mua những cái loại mà cái gai nó nở đều ra. Và thông thường á cũng phải rất là cẩn thận. Mình lưu ý là mình sẽ lựa nó còn hơi cứng nhưng mà nó phải có độ mềm vừa phải. 3 phần là phần mềm và 7 phần là phần cứng là được. Một trong những cái cách mà theo như cái mẹo mà anh biết á, thì em lấy cái rơm. Rơm. Em lót lên dưới. Sau đó em đặt cái mắng cầu lên trên và để ở một cái nơi mình không quá nóng mà nó cũng không quá lạnh, thì nó sẽ được giữ được cái trái mắng cầu ngon hơn. Rồi, thường thì em nghe nó là để ngay trong tủ đựng gạo anh. Ừ. Để chung với gạo thì nó sẽ môi chín. Nhưng mà thật ra đó, theo như anh thấy thôi, quan điểm của anh thôi. Ừ. Khi mà mình bỏ vô trong gạo như vậy thì thường gạo nó sẽ dễ bị mốc. Cái phần ớt chuông đó mình bỏ vô. Mình sẽ luộc trong vòng bao lâu anh? Khoảng 5 phút. Mình tím thì mình cắt nhỏ. Khoanh. Ngâm nước đá cũng làm cho hành giòn hơn. Hành giòn và nó không thanh. Dạ. Đậu phộng. Đậu phộng da cá. Nếu mà em muốn cái nước sốt của mình màu vàng thì mình sử dụng ớt. Ớt màu vàng, ớt chuông màu vàng. Ớt chuông màu vàng. Còn màu xanh thì sử dụng ớt chuông màu xanh. Dạ. Nhưng mà em phải luộc hết nha. Ừ. Chứ để nó hăng lắm. Dạ. Anh để chảo thật nóng vậy. Cái phần gốc ngò này là nó cắt ra nó rất là thơm khi mà em sử dụng cái phần gốc ngò, cái rễ ngò đó. Cái tôm càng này khi em cho vô á là em sẽ không cho dầu. Dạ. Thông thường thì mình cho dầu vô phải không? Còn này mình không có cho dầu, mình để nguyên lên luôn, để lửa vừa, giữ nguyên luôn để cái nhiệt này nó sẽ làm nóng giống như em đang nướng mồi ở trên một cái lửa than vậy. Đây là cái hỗn hợp nước mắm này, mình sử dụng 2 muỗng đường, em sử dụng 2 muỗng nước mắm ngon. Mình sẽ đun trong vòng từ 15 cho đến 20 phút, khoảng 3 muỗng. 3 muỗng.
Nước cốt tắc. Tắc 3 muỗng. Mình cũng cho 3 muỗng. 3 muỗng đầy chứ. Dạ. Ngọc, cho một ít lá chanh nè Tâm nè, cho nó thơm. Anh, nếu như mà mình không tìm được lá chanh thì mình dùng lá bưởi có được không ạ? Chanh bưởi khác nhau. Thì em nghĩ là mùi vị nó sẽ khác nhau. Thật ra thì thường thì người ta sử dụng lá chanh vì cái mùi của nó thơm nồng. Mình bỏ lên mình xay. Lấy chanh cái tô mà. Cho cái nước sốt này ra. Sau đó cho vào tủ mát nha. Nhìn màu sắc là thấy kích thích vị giác rồi. Em bỏ vào tủ lạnh nha. Bây giờ Ngọc xem cái cách anh cắt cái phần mãng cầu này. Lấy cái phần hạt ra bỏ. Cái bánh đa tôm này mình bẻ nó ra. Bánh đa là mình cũng sẽ chọn bánh đa tôm luôn. Nó thơm hơn. Em có thể chiên hoặc là nướng. Một cách nữa bỏ microwave trong vòng 2 phút. Vậy là món gỏi này là món ăn của miền Bắc. Đúng không ạ? Món gỏi này là món ăn của miền Bắc. Tại vì em thấy bánh đa là cũng là miền Bắc nè. Thật ra đó, em nghe chữ gỏi. Dạ. Là... đúng rồi, là em nghĩ tới miền Bắc. Miền Nam. Nộm là miền Bắc. Nộm là người ta trộn theo cái dạng khô. Và trong đó không có cái vị chua nhiều ở trong cái món ăn đó. Thì gọi là nộm theo hiểu là món gỏi của người miền Bắc. Còn miền Nam mình á, gỏi có nghĩa là cách làm vậy nè. Chua ngọt, nước mắm rồi các loại. Dạ. Gọi là gỏi. Bây giờ mình trộn ha. Trước. Để anh cho một ít rau thơm vô. Em trộn cái này lên trước. Mình cho một ít đậu phộng vô. Cho anh múc ra. Rồi, tiếp em nha. Rồi. Vì sao mình không bỏ luôn một lần rồi mình trộn luôn một lần anh? Tại vì lúc mà mình ăn mình sẽ trộn phối lên, nhưng mà khi mà em để riêng ra từng cái nó sẽ có từng lớp trông nó đẹp hơn. Em có thấy ăn giống đồ Tây, nghĩa là người ta sẽ khám phá từng cái hương vị trong món ăn thì nó sẽ khác biệt. Rồi tôm. Khi mà anh bỏ vô á đều có đông đo đếm hết á, tại vì mình bỏ nhiều quá nó bị mặn. Trung bình là một muỗng rưỡi anh hả? Một muỗng rưỡi đến 1 muỗng. Tùy theo cái định lượng. Và khi mà em làm thông thường em cứ cho nó thàm, nó nhạt, nó dễ hơn. Nếu mà nó quá đậm đà đó thì nó sẽ không được ngon nữa. Xong rồi nè. Còn nào, để em bỏ vô. Cái phần đậu xong rồi đó ngọt bưng ra mình đẹp công phu thưởng thức thôi anh. Trời anh ơi, ăn cái miếng gỏi mà còn nó ngon gì đâu, tự nhiên em ăn xong ăn sáng nha anh. Mất em nè, ghen không kìa. Món ăn á có tăng cường thị giác đến đâu á mà tụi em cứ thức khuya hoài đúng như không. Như bà đó, bà đang đen hết trong đây đó. Có vấn đề gì đó chứ, làm gì mà cho gà ăn hoài vậy? Vấn đề ở đâu? Ta cho gà ăn mà, cho bà ăn mới có vấn đề chứ. Không được, nói chung là mình phải theo dõi kỹ càng hơn nữa. Thôi đi, định cái gì nữa, bà đánh mà định một mình đi. Tôi phải đi biết chuyện của tôi nữa. Ê, không được, bà phải là đây với tôi. Ngọc nữa, em phải đi tập thoại. Đúng cái rồi, thôi từ từ là từ nào coi đã, đợi chút xíu đi. Xích hả? Con gà. Ngọc, chị muốn ăn gà 7 món.
nấu